vì không cần quan tâm đến cồn, hương liệu, paraben gì đâu. Sân chơi bowling là không dành cho những làn da quá nhạy cảm ha. Vi khuyên là thôi đừng có sử dụng, tại vì rất là dễ bị nghiện. Review xong bị khờ luôn mọi người. Ồ, alo alo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Các bạn sao rồi, vẫn sống ổn trong mùa dịch chứ hả? Dạ, và sau khi nghe cái tin là giãn cách xã hội thêm 2 tuần nữa thì mình cũng hơi thoi thóp một tí. Và không hiểu vì sao mà trong mùa dịch lần này á, mình tốn khá là nhiều tiền để pick up những cái sản phẩm skincare về và bôi bôi chét chét trên mặt. À, chắc lại là tại vì rảnh quá hả? Nhưng mà thôi, nhờ pick up nhiều sản phẩm để sử dụng như vậy thì mới có dịp review cho mọi người. Ok, thì trong video clip lần này mình sẽ tổng hợp lại top những sản phẩm mà đã thực sự làm thay đổi làn da của mình theo hướng tích cực một cách rõ rệt, và gần đây thì đưa da mình lên một tầm cao mới trong việc làm trắng da mặt một cách an toàn và hiệu quả. Và thật sự là bản thân Vi rất là mong chờ cái video clip này, rất là happy, và mình cảm giác là sau một cái thời gian mà mình trải nghiệm tất cả những sản phẩm này thì mình cảm giác là giống như là mình không có tốn một đồng tiền nào để bỏ ra mua những cái sản phẩm này hết, thật sự luôn. Tại vì nó quá là xứng đáng mọi người. Và dự đây là một cái video clip mà Vi sẽ dồn hết tất cả những công lực để review cho mọi người. Tại vì Vi đã chờ cái video clip, chờ cái ngày này quá lâu rồi. Sản phẩm đầu tiên là của hãng Image Skincare với cái dòng Illuma Intense Facial Illuminator. Thì đây là một cái loại serum thâm nám làm da trắng sáng và khá là an toàn và không để lại tác dụng phụ cho da sau khi mà sử dụng. Khi mà mọi người nghĩ đến trong cái việc chữa nám á, thì mọi người sẽ nghĩ đến cái thành phần heroinol đúng không? Nhưng mà thật sự là từ lúc mà làm beauty blogger cũng như là trải nghiệm tất cả những cái sản phẩm skincare đến tận bây giờ thì Vi không hề khuyến khích mọi người sử dụng cái heroinol đâu. Tại vì heroinol thì đúng là nó sẽ đặc trị về những cái vấn đề thâm, nhất là nám, nhưng mà cái tác dụng phụ của heroinol mang lại thì nó khá là cao. Cái tác dụng phụ lớn nhất đó là gây mất sắc tố da. Và trong sản phẩm của các em Image Skincare Illuma này á, thì sẽ có 4 thành phần active khá là an toàn, và bản thân Vi cũng rất là tin tưởng trong cái vấn đề làm da trắng sáng. Đầu tiên là AHA. Thì cái thành phần AHA là một trong những cái thành phần mà Vi đã gắn bó trong những cái ngày đầu mà Vi sử dụng kem trộn cho đến thời điểm bây giờ luôn. AHA sẽ giúp trong cái vấn đề là cải thiện, giúp da đều màu cũng như là tẩy tế bào chết trên bề mặt da và giảm những cái đốm nâu cũng như là thâm mụn. Thành phần thứ hai là thành phần vitamin C, một trong những cái thành phần rất là quen thuộc và đã được khoa học cũng như là rất là nhiều người sử dụng và minh chứng về cái độ hiệu quả trong cái vấn đề ức chế sản sinh melanin và giúp da trắng sáng cũng như là mờ thâm mụn, đốm nâu, và là một trong những cái thành phần chống oxy hóa rất là ổn. Và tiếp theo, cái thành phần thứ ba là cái thành phần niacinamide. Và niacinamide thì là một cái thành phần mà nhẵn mặt hầu như trong khá là nhiều những cái sản phẩm skincare mà giúp cải thiện tông da và giúp da trắng sáng, đúng không? Ví dụ như là cái tổng thể của da của các bạn khi mà nhìn vào á, không có đều màu do những cái đốm nâu hoặc là những cái thâm mụn gây ra, thì cái niacinamide sẽ đặc biệt hỗ trợ trong cái việc là làm giảm, làm mờ những cái đốm nâu, những cái thâm mụn đó. Và từ từ cái vùng da đó nó sẽ bớt thâm, bớt đốm nâu lại, và dần dần thì nó cũng sẽ tiệp với màu da của các bạn. Thì đó là cái cơ chế hoạt động trong cái việc là khắc phục đốm nâu, khắc phục thâm mụn để tụi nó biến từ những cái thâm mụn và tụi nó trở nên đều màu hơn. Và cái thành phần cuối cùng cũng là một cái thành phần đặc biệt nhất trong 4 nhóm thành phần active, đó là 3% tranexamic acid. Ở một số nghiên cứu cho thấy thì cái thành phần tranexamic acid này còn được đặt lên bàn cân để so sánh với cái thành phần heroinol trong cái việc là trị nám. Và thật ra thì nếu mà cái tranexamic acid á, ở nồng độ dưới 3% hoặc là dưới 2% mà nó đứng một mình á, thì nó sẽ không bằng heroinol đâu. Thật sự nó sẽ không có phát huy cái tác dụng hiệu quả bằng heroinol. Nhưng mà khi tranexamic acid kết hợp với vitamin C, kết hợp với AHA, kết hợp với lại niacinamide giống như là trong em này, thì nó hoàn toàn vẫn phát huy được cái công dụng trong cái vấn đề đặc trị những cái sắc tố da cũng như là nám. Và thật ra thì trước đó Vi đã từng sử dụng một số thành phần
Genesamic acid thì Vi thấy là đúng là cái thành phần này nó làm rất là tốt công dụng dưỡng sáng da, ngăn chặn loại bỏ sắc tố da cũng như là ngăn ngừa cái hiện tượng tích tụ melanin. Chai này thì Vi đã sử dụng được hơn 1 tháng rồi mọi người. Thật ra thì không phải một mình Vi sử dụng mà Vi và mẹ Vi đã sử dụng chung cái chai này luôn, và cả hai mẹ con đều cảm thấy là cái da mặt á, sau một cái thời gian sử dụng đều cảm thấy là rất là sáng sủa hơn. Đặc biệt là mẹ Vi có một cái đốm nâu ở cái phía gò má. Thì sau hơn 1 tháng sử dụng thì Vi có theo dõi thì cái đốm nâu đó đến hiện tại đã cải thiện rất là nhiều. Bên cạnh 4 thành phần active đó thì trong cái sản phẩm này còn có chứa cái thành phần peptide. Thì đối với những bạn muốn chống lão hóa mà ráng với lại BHA, ráng với lại retinol thì peptide là một trong những cái option, một trong những cái lựa chọn. Nó vẫn rất là hiệu quả trong cái vấn đề chống lão hóa nhưng không để lại tác dụng phụ, có nghĩa là nó rất là nhẹ nhàng trên da chứ không có nó không có gây kích ứng, nó không có làm rát da, đỏ da. Nó vẫn đáp ứng được cái khả năng là tăng sinh collagen cũng như là cải thiện những cái nếp nhăn trên da, gọi là làm giãn ra những cái nếp nhăn mà nó hay bị trùng nhão trên da mọi người. Vì cái kết cấu của Emiluma này sẽ là một cái kết cấu mà nó khá là thấm nhanh. Khi mọi người sử dụng thì mọi người nên sử dụng thêm những cái loại kem dưỡng ẩm sau đó để tránh cái trường hợp khô da. Nói chung là về cái dòng serum Illuma Intense Facial Illuminator này á của nhà Image Skincare thì Vi không có cái gì để chê luôn, khá là xịn. Thật sự là nói chung từ trước tới giờ thì với cái dòng Image Skincare thì Vi chỉ đánh giá cao cái kem chống nắng thôi, nhưng mà sau khi hãng release cái em này và sau một cái khoảng thời gian trải nghiệm sử dụng thì Vi cảm thấy khá là hài lòng và đánh giá rất là cao. Mặc dù so về cái vấn đề trị nám thì cái em Illuma trong Image Skincare này sẽ không có nhanh giống như cái thành phần sặc tác dụng phụ như là hyaluronan, nhưng nếu mà mang lại kết quả Vi đã thấy rõ rồi thì Vi vẫn sẽ một lòng kiên trì với nó thôi, chứ không việc gì Vi phải lựa chọn một cái hoạt chất mà nó quá nguy hiểm cho da cũng như là nó gây ra cái tác dụng phụ là mất sắc tố da. Ví dụ như mọi người bị kích ứng nổi mụn á thì còn phục hồi còn đỡ nha, chứ mà một khi mọi người bị mất sắc tố da thì nó rất là khó cải thiện luôn, thậm chí là mọi người phải đến gặp bác sĩ da liễu. Tiếp theo là ES Clinical Hiraku. Vi không hiểu da, và thật sự là Vi không hiểu là lý do tại vì sao mà đến tận bây giờ thì bản thân Vi mới phát hiện ra một cái dòng serum nó ngon ngảy đến như vậy mọi người. Về cái thương hiệu ES Clinical là một cái thương hiệu mà Vi thấy là hầu như chưa có được review nhiều. Nếu mà muốn nói là chưa được các bạn YouTuber Việt Nam nào review luôn tại Việt Nam. Tại Việt Nam nha. Và cái phiên bản Hiraku Serum này thì nó sẽ thiên hướng về cái thành phần vitamin B5. Cho các bạn chưa biết về cái brand ES Clinical này thì ES Clinical là một cái thương hiệu được thành lập vào năm 2000 bởi tiến sĩ da liễu Joanne Heaven tại Mỹ. Có một điều đặc biệt như thế này thì ES Clinical không chỉ đơn giản là một cái hãng dược mỹ phẩm đơn thuần đâu mọi người, mà bởi vì trong vô vàn tất cả những cái hãng dược mỹ phẩm trên thế giới thì không phải hãng nào như là ES Clinical cũng có thể tài trợ cho trung tâm nghiên cứu và chăm sóc bệnh nhân ung thư. Và cái sản phẩm ES Clinical đã được chứng minh là có thể thay đổi được làn da của các bệnh nhân ung thư, giúp cho họ trở nên lạc quan và yêu đời hơn. Chuẩn chưa? Đó chỉ là khúc dạo đầu thôi, bây giờ mới vô phần review chính của cái em ES Clinical này nè mọi người. Với cái phiên bản Hiraku thiên về cái vitamin B5 này thì có thể nói cái em serum ES Clinical là một trong những cái serum tính đến thời điểm hiện tại có cái nồng độ vitamin B5 cao nhất là 5,5%. Và hiện nay thì với cái vitamin B5 thì có rất là nhiều dẫn xuất, chẳng hạn như là pantenol, calcium pantothenate. Nhưng với cái ES Clinical với dòng Hiraku này thì hãng claim rõ là dùng cái dẫn xuất pantothenic acid làm cái dẫn xuất của vitamin B5 luôn. Thì cái dẫn xuất này là một cái dẫn xuất cực kỳ ổn trong cái việc phục hồi da, giảm đỏ, giảm những cái hiện tượng kích ứng và rất là cần thiết cho cái sự hình thành của enzyme A. Nó sẽ thúc đẩy trong cái việc trao đổi chất cũng như là tổng hợp carbohydrate và protein. Tiếp theo là cái thành phần kojic acid. Thật ra thì trong cái bảng thành phần này á, khi mà các bạn nhìn vô thì hãng sẽ không có claim rõ là
full cái tên Kojic Acid đâu, mà hãng sẽ claim trong cái bảng thành phần là về cái thành phần mushroom, và mushroom là nấm mà Kojic Acid là một cái hoạt chất chiết xuất từ nấm. Do mọi người phải, chính vì vậy suy ra mọi người phải tự hiểu về cái vấn đề này khi mà hãng không có claim thẳng cái tên Kojic Acid vào bảng thành phần ha. Và cái thành phần Kojic Acid này từ lâu là một cái thành phần rất là an toàn trong cái việc làm da trắng sáng. Bên cạnh đó thì trong cái em Hirakun này còn có 3 nhóm thành phần thuộc họ râu má, đó là acetylcholine, acetic acid và mandelcazoxit. Với những cái thành phần chiết xuất râu má này thì sẽ hỗ trợ làm giảm những cái hiện tượng kích ứng, cũng như là đánh mạnh vào cái vấn đề là tự chữa lành những cái vết thương. Vì nhớ hoài cái cảm giác mà lần đầu tiên mà Vi apply em này trên da thì trời ơi, rất là phê, rất là mát mọi người. Nó mát là tại vì sao? Là bởi vì trong em này có cái thành phần menthol là cái thành phần bạc hà. Và cái thành phần bạc hà này á còn sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề mà trị mụn trên da của mọi người. Cái kết cấu của em Hirakun này là một cái kết cấu nó không quá lỏng, nó cũng không quá đặc. Và khi mà mọi người thoa lên da thì khi mà thoa tới đâu thì sẽ thấm nhanh vào da tới đó. Và khi mà thấm vào da rồi thì mọi người sẽ thấy một cái hiện tượng không hề nói điêu, là da của mọi người căng căng và cái lỗ chân lông cảm giác giống như là nó được săn săn lại luôn á mọi người. Và khi mà Vi duy trì em này một thời gian thì Vi thấy là cái da của mình nó sáng hơn. Và không những vậy mà Vi cảm giác được cái lỗ chân lông mình nó săn hơn, nên là khi mà nhìn vào nó không có lộ như trước. Vi nhớ là có một lần Vi đi laser xong á, mọi người biết rồi, sau những cái lần laser nó sẽ để lại những cái vết thương. Và lúc đó khi mà Vi sử dụng thì Vi thấy là da mình những cái vết thương nó cải thiện rất là nhanh và phục hồi rất là thấy rõ luôn. Và đây là một cái sản phẩm không chứa cồn nè, không chứa paraben, không chứa hương liệu, thì Vi đánh giá em này thật sự rất là phù hợp cho những cái làn da thiên dầu, nhạy cảm và đang gặp vấn đề về mụn luôn. Mặc dù trong em này có cái thành phần sodium hyaluronic và cộng với B5, nhưng mà chắc là tại vì á, cái sản phẩm, cái kết cấu trong sản phẩm này thấm nhanh quá, nó khô ráo quá, nên là một số làn da khô mà muốn sử dụng á thì vẫn được thôi. Tuy nhiên thì sau đó các bạn nên tập trung cho cái da của mình thêm một vài lớp gel hoặc là một vài lớp kem dưỡng ẩm để cho nó không có bị khô khốc, cũng như là cái da của mọi người đủ đô dưỡng ẩm ấy. Trong sự nghiệp review sản phẩm của Vi thì có thể nói đây là một trong những cái serum B5 nó đắt thiệt, nhưng mình chưa bao giờ mình cảm thấy là mình tiếc tiền để bỏ ra pick up cái em này, tại vì nó quá xứng đáng với những cái kết quả, những gì mà Vi nhận được trên da của Vi. Chai đầu tiên Vi sử dụng á là Vi chỉ pick up 30ml thôi, nhưng mà chỉ duy nhất một chai đó thôi nha mọi người. Từ đó về sau, tất cả những chai sau này đối với dòng Hirakun thì Vi đều pick up 60ml hết, tại vì 60ml thì từ cái giá đến cái dung tích nó khá là ngợi. Và với những bạn mà định sử dụng cái ES Clinical Hirakun này thì Vi khuyên là thôi đừng có sử dụng, tại vì rất là dễ bị nghiện. Tiếp theo là Retinol của ZO, và dự đây là một cái sản phẩm mà Vi sẽ tiếp tục là dồn hết công lực của mình để review em này, tại vì nghe danh Retinol của hãng ZO này đã lâu lắm rồi, nhưng mà suốt một cái thời gian vừa qua mới có dịp trải nghiệm và đến tận ngày hôm nay thì mới có dịp review cho mọi người. Trước tiên á thì phải đánh giá em này là đắt thật. 3 nồng độ 0.25, 0.5 và 0.1, tất cả đều trên 2 triệu và dưới 4 triệu hết. Căng, nhưng không hổ danh là retinol đáng sử dụng nha mọi người. Trời ơi, khi mà nhìn vô cái bảng thành phần là xuất sắc luôn. Đầu tiên là cái thành phần high potency retinol. Đây là một cái retinol ở power, ở cái năng lượng, gọi là sao ta, gọi là retinol cao, mang lại cái hiệu quả cao, có một cái power, có một cái sức mạnh cao mọi người. Trời, ý là sao ta, giải thích cho mọi người hiểu là một cái dạng retinol khá là mạnh, cộng với cái thành phần ascorbyl glucoside thì đây là một cái dưỡng xuất của vitamin C. Khi mà retinol kết hợp với cái dưỡng xuất này thì nó sẽ phá vỡ các sắc tố và làm tăng trưởng một cách nhanh chóng sự phát triển của các tế bào, làm sáng và đều màu da, cũng như là chống lão hóa trên da. Và khi mà Vi cầm cái bảng thành phần của em này lên á thì Vi nhìn, Vi kéo xuống một chút xíu, cái thành phần tiếp theo là cái thành phần mà khiến cho Vi phải pick up em này liền ngay lập tức, đó là glutathione. Trời ơi, không còn gì để nói, là vừa retinol, vừa kết hợp vitamin C mà vừa có glutathione nữa, thì thật sự mà nói là không biết mọi người có tin không, khi mà Vi sử dụng em này á, chỉ một tuần thôi là Vi thấy là cái da của Vi nó cải thiện một cách rõ rệt thật sự luôn. Đó là một tuần nha, còn cái độ căng mịn, căng da chỉ 2 đến 3 ngày thôi. Một tuần sau khi mà mình nhìn cái da của mình lúc đó, trời, mình nói trong bụng, trời, giống như mình đang sử dụng kem trộn vậy, trời. Thật sự
so subscribe hết hồn luôn. Bên cạnh đó thì trong thành phần của em này sẽ còn có một số thành phần thiên về cái vấn đề làm dịu da cũng như là cấp ẩm cho da, nên đối với cái em retinol của ZO này nó sẽ không có dạng giống như là nó thuốc, giống như là cái tretinoin của Obagi đâu. Cái tretinoin của Obagi á, giống như là nó chỉ đánh vô cái dưỡng xuất tretinoin thôi. Đó thì những cái thành phần dịu da cấp ẩm như là vitamin E, glycerin và rất nhiều thành phần chiết xuất từ thực vật, nhất là những cái dạng dầu như lavender oil rồi corn oil, cũng y chang theo từng cấp bậc mọi người sử dụng thôi. Mới đầu á, với những cái làn da mà yếu yếu dí rén xíu thì có thể sử dụng 0.25 hoặc là 0.5, nhưng mà đối với Vi thì Vi đã từng sử dụng cái tre của OG rồi, nên là Vi push lên cái 1.0 này luôn. Trời ơi, thật sự á, mặc dù Vi đã sử dụng quen tre rồi, nhưng mà khi mà Vi sử dụng cái em ZO Retinol Skin Retinol này á, thì thời gian đầu Vi còn cảm thấy là nó hơi bong bong nữa mọi người. Tuy là nó mạnh như vậy trong thời gian đầu thôi, nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì Vi thấy là nó không có làm cho cái da của mình nó quá siết cái tuyến dầu giống như là cái tre OVG nha mọi người. Thật sự chắc chắn là Vi sẽ đặt lên cái bàn cân em ZO này chung với lại em OVG trong thời gian sắp tới. Hứa luôn. Khi mà Vi sử dụng em này để tránh cái trường hợp quá bong da thì Vi kẹp serum trước đó hoặc là sau đó thì Vi sử dụng dưỡng ẩm. Dần dần cái sản phẩm nó quen với da thì Vi thả bớt ra từ từ, nghĩa là vẫn cấp ẩm nhưng vừa đủ thôi. Và nếu mà có dưỡng ẩm á, thì Vi cũng sẽ dùng dưỡng ẩm sau cái bước retinol của ZO này, chứ không có sử dụng dưỡng ẩm trước cái bước ZO. Ví dụ như là sau khi mà sử dụng mặt và toner xong thì Vi sẽ sử dụng retinol của ZO luôn. Để chi? Để tránh cái lớp retinol nó không trực tiếp đi vào da của mình cũng như là phát huy được công dụng tối đa. Tuy nhiên khi sử dụng em này thì Vi thấy có một cái điểm trừ là cái chỗ mà bơm ra thì nó không có một cái nắp đóng lại mọi người. Có nghĩa là khi sử dụng thì nhấn cái này ra rồi sau đó để y chang như vậy luôn. Vi chỉ ngại không khí bên ngoài nó bay vào trong cái sản phẩm thôi. Bởi vì Vi ngại như vậy á, nên là Vi thường bỏ em này trong cái tủ skin care của mình, có nghĩa là kín mít luôn á, chứ không có vứt lung tung được giống như là mấy cái đồ mà nó có cái nắp đậy. Thì đó, đây là một cái điểm trừ mà nó không đáng làm cho cái sự hoàn hảo của em retinol này nó trở nên bị tụt xuống một chút xíu. Retinol Skin Retinol của hãng ZO Skin Health có đáng pick up hay không? Thật sự với mọi người nha, Vì không cần quan tâm đến cồn, hương liệu, paraben gì đâu. Tại vì kiểu thề với mọi người là khi mà Vi check tới cái thành phần lutathione rồi đó thì Vi quyết định là Vi pick up về luôn và Vi sử dụng liền sau đó luôn. Và sau một cái khoảng thời gian sử dụng hiệu quả rồi thì Vi mới check lại là nó không có cồn khô, nó không có hương liệu, nó không có paraben này kia. Thật sự là lúc đó Vi mới check luôn á, kiểu như là full ba cái thành phần retinol, vitamin C, lutathione nó làm mờ con mắt Vi, làm Vi mù quáng với cái sản phẩm này luôn. Thật sự nó đáng đồng tiền bát gạo lắm luôn mọi người. Tiếp theo là niacinamide của Medic 8. Đây không chỉ đơn thuần là một cái tip serum niacinamide với 10% thông thường đâu, mà trong cái thành phần của sản phẩm này có rất là nhiều những cái thành phần hay ho. Ngoài cái 10% niacinamide, một cái thành phần cũng như là cái nồng độ rất là quen thuộc rồi không nói đi ha, thì trong cái sản phẩm này còn có zinc BCA. Thì đó, cái combo mà niacinamide cộng với lại thành phần kẽm nó sẽ đánh vào cái vấn đề là kháng viêm, giảm tiết bã nhờn, cải thiện lỗ chân lông cũng như là làm sáng và làm đều màu da. Và điều đáng nói hơn là trong cái sản phẩm này còn có peptide nữa mọi người, tăng sinh collagen, chống lão hóa, làm mờ những cái rãnh nhăn, rồi còn có acetyl glucosamine ngăn chặn cái việc tạo ra các hắc sắc tố trên da, giúp da sáng và đều màu hơn. Một bản serum real cho da dầu mụn, thật sự là cái sản phẩm này kiềm dầu cũng như làm sáng da rất là tốt. Về thành phần trong này cũng rất là lành tính, không chứa cồn khô, không chứa hương liệu và paraben luôn. Cảm giác khi mà Vi apply lên da thì cái kết cấu nó rất là thoáng, nó là một cái dạng gel, và Vi cảm nhận được sau một cái khoảng thời gian sử dụng thì da mình nó bớt tiết dầu rất là hẳn hoi, và đặc biệt là những cái vết thâm mụn cũng được cải thiện rất là nhiều. Mặc dù trên thị trường hiện nay thì cái niacinamide 10% nó không còn quá xa lạ ở những cái sản phẩm như là Dean Kellys nè, rồi Nổi Đình Nổi Đám, hàng phát hàm trộn tùm lum là của The Ordinary nè. Tuy nhiên để ôm chọn các option vừa niacinamide, vừa zinc, vừa peptide thì hình như chỉ có em niacinamide của Medic 8 này thôi. Tiếp theo là những cái ống serum, những cái ống tinh chất rất là thần thánh mà khi mà Vi sử dụng là Vi sử dụng theo lời đồ mọi người. Vi
Vi thấy mọi người đồn nhiều quá, Vi nằm vùng trong các group á, Vi thấy mọi người nói nhiều quá về những cái tinh chất này, những cái ống tinh chất, những cái serum này, nên Vi đã pick up về thử. Đó là những cái serum của Matidum. Đây. Với ba dạng Vi cầm trên tay là, đầu tiên là cái DSB Bright Pigment Zero, rồi thứ hai là cái Platinum Photo Age, cuối cùng là cái Black Diamond này. Đầu tiên á, là Vi nghe lời đồn về cái em DSB này nè. Có con bé kia nó sử dụng rồi, nó chia sẻ thì cái da mặt nó bị tăng sắc tố, cũng như là da mặt nó bị đen thui lùi luôn á. Thì nó sử dụng cái DSB Pigment Zero này á, là gọi là đã cứu da của nó luôn. Sau khi mà chia sẻ như vậy, Vi thấy là chắc là cũng thiệt đó, tại vì thấy nó không có PA bán hàng về cái mặt thi đùm, cũng như nó không phải là sale, mà nó cũng hơi hơi thân với mình nữa, nên là ok, mình quyết định là mình biết cấp về mình sử dụng thử cái em mặt thi đùm DSB này. Thì lúc đó mình có nằm vùng ở một số group của mặt thi đùm, thì khi mình nằm vùng xong thì trời ơi, lại được mọi người review thêm hai cái loại mà best seller của hãng ngoài cái DSB này là cái Photo Age và cái Black Diamond. Đầu tiên là review cho mọi người cái best seller, cái nổi tiếng của Matidum, làm nên tên tuổi những cái ống tinh chất của Matidum là những cái ống Pigment Zero DSB này đi ha. Đây, Vi sử dụng là trong đây là coi như là hết sạch bách luôn rồi mọi người. Đây chỉ còn những cái vỏ vụn, thì đó còn có 2, 4, 5, 9 ống thôi, mà một hộp như vậy là 30 ống. Thì về cái DSB này hội tụ tất cả những cái thành phần tinh túy trong cái việc là cải thiện sắc tố da. Mình sẽ show ra tất cả những cái thành phần. Đầu tiên là cái Complex DSB TS, có nghĩa là cái thành phần này là cái thành phần độc quyền của nhà DSB, bao gồm 4 thành phần hoạt tính. 4 hoạt chất này nó sẽ chống lại cái quá trình tăng sắc tố da, tăng cái khả năng tổng hợp glutathione, cũng như là cải thiện đốm nâu và dưỡng trắng trên da. Tiếp theo là thành phần Lactokine Plus PF. Đây là một cái thành phần sẽ kích thích tăng sinh collagen, giúp da săn chắc và cải thiện được các hiện tượng kích ứng, kích thích cái chức năng mà tự tái tạo tế bào của da, đồng thời cũng sẽ đánh vào cái vấn đề làm da trắng sáng, làm mờ những cái đốm nâu và cải thiện tông da. Đó, thì mọi người thấy là nãy giờ tất cả những cái tinh túy về cái việc là sáng da, cải thiện sắc tố da đều tập trung vào cái em DSB này, đúng không mọi người? Thật sự là khi mà Vi sử dụng cái em DSB này là đúng như lời đồn, nó cải thiện da rất là nhanh, cái tình trạng thâm mụn và làm đều màu da cải thiện rất là nhanh, mình cũng không có bị nám cũng như là đốm nâu quá nhiều. Nhưng mà những người xung quanh mình sử dụng ké thì đúng là cái đốm nâu của họ cải thiện rất là nhiều, đặc biệt là những cái vùng sạm da nó cải thiện một cách rất là rõ rệt mọi người. Và có một cái điểm Vi muốn lưu ý khi mọi người sử dụng cái em tinh chất DSB này, đó là nó thấm rất là nhanh, gọi là ráo khô quéo queo trên mặt luôn á. Hầu như là cái DSB này nó sẽ không có giữ ngẫm một miếng nào luôn nha, và nó chỉ tập trung vào cái vấn đề cải thiện sắc tố da thôi, nên là mọi người bắt buộc phải sử dụng thêm các loại kem dưỡng ẩm sau khi mà sử dụng cái em tinh chất này. Còn cái em Photo Age này thì nó cũng sẽ tập trung vào cái vấn đề làm sáng da, với 15% vitamin C và được kèm theo cái thành phần HA dưỡng ẩm. Da tất nhiên là không có cái gì mà nó khô ráo bằng DSB đâu, thật sự. Thì cái em Photo Age này nó sẽ ẩm hơn DSB, nên là cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp cho da dầu đến hỗn hợp thiên dầu. Còn cái tinh chất Black Diamond của Matidum này thì nó sẽ thuộc phạm trù dành cho các làn da khô đến hỗn hợp thiên khô. Ngoài 15% thành phần vitamin C ra thì trong em này còn có phức hợp các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B5, vitamin E và vitamin F, không những là cải thiện được thâm mụn mà còn cải thiện được cái sức đề kháng của da nữa. Cái texture của em Black Diamond này sẽ hơi dính dớp trên da một chút xíu, nó thiên về cấp ẩm hơi bị nét, nên là các làn da dầu xác định là sử dụng không nổi nha. Thôi đừng có bon chen, dành cho da khô đến hỗn hợp thiên khô thôi. Đó, thì về ba cái dòng Black Diamond, Photo Age và DSB này, Vi phân ra rõ ràng cho từng loại da luôn rồi ha, cũng như là các nhu cầu mà da của bạn đang gặp phải luôn. Ví dụ như mọi người muốn tập trung vào cái vấn đề mà cải thiện sắc tố da thì sẽ là DSB này. Còn mọi người muốn dưỡng ẩm, dưỡng sáng da và cải thiện thâm mụn, làm da căng bóng thì mọi người hãy tập trung vào cái Photo Age cũng như là Black Diamond. Nhớ là Photo Age là da dầu đến hỗn hợp thiên dầu, còn cái Black Diamond này cho da khô đến hỗn hợp thiên khô nha. Cái sản phẩm cuối cùng trong video clip ngày hôm nay là thuộc về phạm trù Build Da, Paula Choice
25% AHA và 2% BHA exfoliant peel. Thật sự là trước đó thì Vi đã từng sử dụng qua hai cái dòng sản phẩm peel rất là đình đám của The Ordinary và Red Peel rồi, nhưng mà hai cái sản phẩm đó thì nó cũng ok, nhưng mà mọi người biết sao không, nó làm cho Vi cái cảm giác bị sợ cái cảm giác chăm chích đó. Mặc dù là da Vi đã quen rồi, da Vi cũng thuộc dạng khỏe, nhưng mà hoặc là đến cái giờ phút đó Vi peel thì Vi vẫn hơi là cảm giác hơi rén, cảm giác là bị chăm chích. Và cái cảm giác đó cũng dần biến mất cho đến khi mà Vi sử dụng cái em peel này của Valachoice, cũng là 25% AHA luôn, nhưng mà con số 25% và AHA trong cái em này á, nó hãng claim rõ từng hoạt chất trong nhóm AHA. Tại vì mọi người cũng biết là AHA có rất là nhiều những cái hoạt chất. Một số sản phẩm khác thì họ cũng để thẳng 25% đến 30% AHA, nhưng mà họ không có nói rõ, chỉ rõ ra là AHA là gồm những cái thành phần nào. Trong khi AHA của Valachoice 25% này thì sẽ chủ yếu vào những cái thành phần như là glycolic acid, lactic acid, malic acid và tartaric acid. Và 2% cái BHA này là cái thành phần salicylic acid. Với 25% AHA cũng như là 2% BHA thì hai cái hợp chất này kết hợp với nhau thì nó khá là mạnh. Và Valachoice biết điều đó nên là Valachoice đã add thêm một số những cái thành phần cấp ẩm cũng như là calm lại, làm dịu lại cái sự mạnh mẽ của cái thành phần BHA và AHA trong em này. Chẳng hạn như là thành phần vitamin E, sodium hyoxide, allantoin, glycerin, bisabolol là cái thành phần chiết xuất từ hoa cúc. Thì đó toàn là những cái thành phần mà làm dịu da. Khi mà Vi sử dụng em này á, mấy chục giây đầu á, Vi hơi thấy chăm chích một chút xíu, nhưng mà cái cảm giác chăm chích đó nó sẽ từ từ dịu xuống. Và cái cảm giác chăm chích đó là cái cảm giác chăm chích Vi hoàn toàn có thể chịu được nha mọi người. Và cái điểm á, làm Vi cảm thấy hơi subscribe một tí xíu là Vi nhớ là khi mà Vi sử dụng cái này, Vi ngừng tretinoin chỉ mới một ngày thôi, là ngày thứ hai Vi sử dụng. Đúng là liều sử dụng luôn á mọi người. Đúng là thấy bảng thành phần có nhiều thành phần làm dịu da quá nên là liều sử dụng luôn. Và lúc đó thật sự là bất ngờ là da vẫn không bị ảnh hưởng gì hết, không bị phỏng, không bị lột rát rồi đỏ kích ứng gì luôn. Khi mà sử dụng em này thì không có gào thét vì cảm giác chăm chích, không có suýt xoa như những loại khác đâu mọi người, thật sự luôn. À và chia sẻ mọi người một điều nữa là khi mà Vi sử dụng em này á, là Vi còn dùng để sử dụng peel phần nắp. Tại vì không những là làm tẩy tế bào chết trên da mà nó còn làm sáng da và cải thiện được tông màu da nữa. Dùng tầm 3 đến 4 tuần là thấy cải thiện vì cái tông da rất là rõ và cái bề mặt da của mình nó rất là mịn. Và Vi thấy là đối với em Valachoice peel này á, nó thật sự là một cái sản phẩm vẫn phát huy được công dụng peel, nhưng mà nó vẫn phù hợp cho những bạn mà còn hơi bị rén trong cái vấn đề peel da, sợ chăm chích kích ứng. Sân chơi peeling là không dành cho những làn da quá nhạy cảm ha. Tính tới thời điểm hiện tại thì cái em Valachoice peel này là cái sản phẩm peel mà Vi thích nhất từ trước tới giờ. Sau này thì Vi không biết như thế nào nha, nhưng mà hiện tại là vậy á. Chắc chắn là sau khi mọi người sử dụng cái dòng Valachoice peel này á, rồi mọi người sử dụng qua cái em Red Peel cũng như là The Ordinary là bích cửa luôn, không muốn sử dụng hai loại kia luôn ý, chắc chắn make sure một điều đó ha. Thì đó là tất cả những cái sản phẩm mà Vi lôi hết tâm sức, lôi hết công lực mình ra để review cho mọi người. Và đó cũng là những cái sản phẩm mà đưa da của Vi lên một tầm cao mới trong cái việc dưỡng da trắng sáng một cách an toàn mà rất là hiệu quả. Review xong bị khờ luôn mọi người, mệt quá. Ok thì đó, có sao thì Vi sẽ hô hào như vậy. Có lẽ tất cả những cái sản phẩm trong video clip này là một cái những cái sản phẩm không có bình dân quá đối với một số bạn chưa có kinh tế nhiều. Nhưng mà các bạn ơi, đối với những người mà chơi skincare, khi mà pick up một cái sản phẩm gì mà giúp da của mình thay đổi thật sự, cải thiện và đẹp lên, thì bản thân mình thấy giống như là chưa có bỏ bất cứ một cái đồng nào cho cái món đó vậy. Mình khẳng định luôn, từng sản phẩm trong video clip này mà mình review cho các bạn thì khi các bạn pick up, các bạn sẽ không bao giờ thất vọng và hối hận một chút xíu nào hết đâu, thật sự luôn, dám khẳng định vậy luôn á. Link thông tin cũng như sản phẩm uy tín, không bao giờ sợ dính pha ke, Vi sẽ để bên dưới phần description box, phần mô tả. Mọi người cứ xuống dưới phần mô tả và mọi người check hang, có đầy đủ thông tin bên dưới luôn. Trời ơi, review bằng cả trái tim và bằng cả tấm lòng luôn, nên ngại gì mà không cho một sub, một subscribe, một đăng ký channel, cái nút màu đỏ đỏ bên dưới hả mọi người ha. Ok time, thật sự cảm ơn mọi người đã xem hết video clip này, mặc dù nó khá là dài nhưng mà Vi mong là nó sẽ chi tiết và đầy đủ thông tin. Ok, và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người.